Chào mừng các bạn đến với livestream khám nội tiết tại hệ thống y tế Thu Cúc TCI. Hiện nay chúng tôi đang có mặt tại khoa khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Ngày hôm nay mời các bạn cùng đồng hành với buổi thăm khám của chị Phan Thị Hằng đến từ Mê Linh, Hà Nội. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe chia sẻ của chị Hằng để biết lý do khiến chị đến thăm khám tại Thu Cúc TCI nhé. Dạo gần đây thì bình thường mình là một cái người mà có sức khỏe rất là tốt ấy, nhưng mà khoảng thời gian khoảng 10 ngày trở lại đây thì mình cảm thấy là cơ thể rất là mệt, lúc nào cũng buồn ngủ, rồi là bị đau vùng quanh đầu này, bị sổ mũi và ngạt mũi này, và đau họng, mất giọng nữa. Đấy, thế là mình uống thuốc kháng sinh ở nhà, rồi là cũng truyền nước, nhưng mà cảm thấy là không đỡ ấy. Thì sau khi tìm hiểu một số bệnh viện thì mình đã lựa chọn Thu Cúc để xuống để kiểm tra sức khỏe xem là cái tình trạng sức khỏe của mình có cái vấn đề gì không. Vâng, vậy là chị Hằng đã chọn đến khám tại TCI sau khi đã tìm hiểu kỹ phải không ạ? Còn lúc này chị đang được các nhân viên của Thu Cúc TCI hướng dẫn rất tận tình, giúp cho quá trình làm thủ tục được nhanh chóng. Đầu tiên, chị Hằng được các điều dưỡng đo các chỉ số thể trạng trước khi vào phòng khám với bác sĩ. Đây là một trong những bước không thể thiếu của khám lâm sàng. Hôm nay, chị Hằng sẽ được thăm khám với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Ngọc Lân, một trong những chuyên gia hàng đầu của khoa khám bệnh TCI. Bác sĩ Lân không chỉ có nhiều năm kinh nghiệm mà còn được biết đến là một người rất thân thiện. Lúc này bác sĩ Lân đang tìm hiểu các triệu chứng bệnh để có thể chẩn đoán sơ bộ và chỉ định các phương pháp cận lâm sàng để có kết luận chính xác nhất. Sau khi thay đồ xong, chị Hằng đang đợi để chụp X-quang. Chị Hằng sẽ thực hiện chụp X-quang ngực và X-quang cổ. Thu Cúc TCI với thiết bị y tế hiện đại sẽ cho ra những hình ảnh rõ nét nhất để hỗ trợ tối đa cho quá trình chẩn đoán của bác sĩ. Tiếp theo, chị Hằng sẽ thực hiện lấy máu để xét nghiệm. Nhiều bạn hay sợ lấy máu, nhưng ở Thu Cúc TCI với các kỹ thuật viên chuyên nghiệp, việc lấy máu diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh chóng. Ngay sau đó, chị Hằng sẽ thực hiện siêu âm tuyến giáp. Đây là phương pháp chẩn đoán các bệnh lý ở vùng tuyến giáp an toàn, nhanh chóng, có độ chính xác cao như nang tuyến giáp, u tuyến giáp, biếu nhân tuyến giáp. Với trường hợp của chị Hằng, khi có triệu chứng nghi ngờ bị u tuyến giáp thì siêu âm có thể xác định được sự xuất hiện, kích thước và đặc điểm của khối u. Có cái nang keo luôn.
chứng viêm amidan ạ. Amidan thì cổ họng sưng to cứng nó đau lắm. Cắt chưa? Sau khi thực hiện xong các xét nghiệm chụp chiếu, chị Hằng quay lại phòng khám ban đầu để nghe kết quả và phương pháp điều trị. Đây là cái xoang này nhá. Đây là cái xoang này. Đấy. Viêm xoang. Người ta nói từ từ nhé, người ta nói nhé. Đây có ba đi ra đây có một nhá. Cái còn đây là cái xoang này là xoang sàng ở trong xoang trũng này. Đây xoang trũng này. Nó nằm sau tai này. Nhá. Thì cũng tốt, đây nó đen này là tốt. Rồi đây là hai cái xoang hàm, đây là cái lỗ mũi này. Nhá, đây là mũi. Thì đây là cái xoang hàm bên phải này. Cái hình bóng ngang này. Bên trên này nó có vẫn còn không khí này. Nhưng mà dưới nó mờ. Đấy là mô tả hình ảnh thôi. Còn nó tóm lại đây là có một viêm xoang hàm bên trái. Bên trái thôi, chỉ riêng bên trái thôi. Đây. Vòm này. Nhá, đây vòm này. Vòm trong cái vòm nào ấy. Có viêm này này, gặp nhiều dịch mổ này. Nhá, thì cái này bây giờ tí nữa mình cho thuốc cho nó lăn cái đờm ra, cho lăn cái mủ ra, xong mình ho mình thạc ra ngoài. Phải nhá, thì nó có một cái nang, tức là có một cái nang nước thôi, 3.9mm thì kệ nó không sao cả nhá. Nhưng mà bên phía trái này là nhu mô có nhân hỗn hợp mà kích thước là 7mm nhá. 2.3mm này quan trọng, cái này mới là cái quan trọng này nhá. Ác tính là người ta làm cái xét nghiệm gọi là chọc hút và làm xét nghiệm tế bào. Thì cái này hôm nay là mấy giờ ấy nhỉ? Hả? Chọc hút mấy giờ? Xem cho bác mấy giờ ấy? Ừ, thì mấy giờ cái xét nghiệm máu này không có huyết sắc tố về cơ bản là bình thường, tiểu cầu bình thường, bạch cầu bình thường, tế bào máu ngoại vi này là bình thường nhé. Còn đây là hai cái này tra cho mình cái bệnh tiểu đường này, nó có độ giảm bớt mỡ, dày nhẹ cho nên cứ thật thoải mái thì mình giao đi. Cái này độ vài tháng sau, độ 3-4 tháng sau mình ra lại, nếu nó vẫn cao thì nên dùng thuốc. Còn nó đang tăng một tí này, bởi vì bản thân chính cái này nó chưa có gì gây nguy hiểm cả, mà nếu để lúc nguy hiểm thì gì cả nhé. Cơ bản xét nghiệm này tốt, nhanh chóng khỏe đúng không? Cơ bản bình thường không cao chẳng biết khỏe, nhưng mà phản ứng có phản ứng viêm nó mới tăng này. Cái này đúng rồi, bởi vì đang viêm mũi họng ngủ đấy. Đây là phản ứng viêm nhá. Cái này người ta bảo là phản ứng họng ngủ ấy, như là lên xin đi ba bên kia. Hai cái ba cái này là cái kiểm tra cái chức năng tuyến giáp. Đấy, cái tuyến giáp làm việc bình thường như nó cầm lên, điều bình thường không sao cả. Không, không cúm A, đây cúm B đây không bị nhá. Cái này cúm này, còn cái này là sốt xuất huyết này, đều không có nhá, âm tính hết nhá. Đấy, thì chỉ có cái là nó chắc là ho sốt các thứ là do cái viêm họng ngủ. Kết quả chụp X quang, xét nghiệm máu và siêu âm tuyến giáp cho thấy chị Hằng có một u nhỏ tại tuyến giáp và có một số vấn đề về tai mũi họng. Không chỉ hướng dẫn chi tiết cho chị Hằng về các loại thuốc mà bác sĩ Lân còn chia sẻ một số lưu ý để chị có thể hiểu rõ hơn về tình trạng bệnh của mình. Chờ có kết quả mang lên đi xem nhá. Tí là xem. Lên lên tầng 10. Tí nữa lên tầng 10 mang cái. Thấy thốn hết từng. À, mỗi mũi sáng là phải làm cái cúm à. Một cúm A, một cúm B. Đúng không? Đúng rồi. Trong quá trình uống thuốc nếu có bất thường thì có thể gọi điện cho tôi nhé. Cái đơn thuốc chủ yếu điều trị cái viêm mũi họng đấy. Thì người Việt Nam mình thì lai dai như tai mũi họng mà nó khó, chỉ có thường ấm. Cháu một năm vài lần đi viện vì hạ họng này. Cứ ấm rồi thì là thường xuyên xúc họng. Cái đấy họng ấy còn bây giờ muốn kiểm tra ung thư là không phải lấy được nhá. Ung thư thì nó có hai vấn đề. Một là nó có những cái xét nghiệm máu để có thì ta không lấy nhá. Còn nếu bạn muốn xét nghiệm tầm soát ung thư thì nó lại xét nghiệm có máu cơ, thì người thì khi nào lấy máu lấy một thể, còn cái này nó khác hẳn với cái này của tầm soát, mà cái này chẩn đoán luôn này, tầm soát khác và chẩn đoán khác, tầm soát không nghi ngay chẩn đoán nhưng mà là cảnh báo nhá. Thế còn soi cái này là để chẩn đoán xem nó có tế bào ung thư không. Vậy là buổi khám của chị Hằng đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ và cảm nhận của chị Hằng về thuốc TCI qua buổi khám ngày hôm nay nhé. Nói chung là mình đã đi rất là nhiều viện nhưng mà thật sự là chưa bao giờ cảm thấy một cái viện nào mà mình cảm thấy hài lòng như là ở Thu Cúc.
Ở đây thì ngay từ đến sảnh là đã được các chú bảo vệ chào đón rất là niềm nở rồi. Và sau khi vào bên phía trong thì được các bạn nhân viên ở đây hỗ trợ rất là tốt, đưa đi các cái cửa thăm khám. Một người bệnh nhân ý, một khi đã bị bệnh mệt mỏi và phải đi khám thì người ta rất là sợ, phải thứ nhất là xếp hàng, chen lấn và thủ tục rườm rà. Nhưng mà khi mà đến thu khúc thăm khám thì mình đã được giải quyết tất cả những cái vấn đề đấy. Tất cả đã được các bạn nhân viên hỗ trợ đưa đi từng phòng rồi là xếp lịch giúp, nó rất là thoải mái, một cái trải nghiệm rất là happy. Livestream của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Nếu có thắc mắc về sức khỏe cần được giải đáp hoặc muốn đặt lịch khám, mời bạn liên hệ với Thu Cúc TCI qua số điện thoại 1900 558892 hoặc để lại thông tin dưới video này để được hỗ trợ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.